Lên lại 4 rồi. Lại kia lời được nhiều rồi. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tế trên thị trường. Mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ, không có chuyện Á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc bất kỳ một ai có kinh nghiệm trên thị trường giao dịch Forex này mà ra ngoài chỉ dùng TradingView để phân tích về xu hướng, nhận định trên thị trường và đưa ra chiến lược. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bị bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh được. Giao dịch không được thì sẽ không có giá trị minh chứng vào trong thị trường thực tế. Đó là điều hiển nhiên khi bản thân chính các bạn đang tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Mọi giá trị trên thị trường giao dịch Forex chúng ta đều phải kiểm chứng. Mỗi một giá trị của phương pháp hay một kiến thức ở trên thị trường chúng ta đều cần phải có thời gian để chúng ta nhìn nhận, đều cần phải có thời gian để chúng ta đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng vào trong thị trường. Tôi minh chứng giá trị để cho nhà đầu tư hiểu rõ và cho nhà đầu tư thấy rõ về góc khuất và vấn nạn trên thị trường, và nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường để làm sao tạo được ra những giá trị lợi nhuận trên thị trường thật thực tế để nhà đầu tư kiểm chứng, chứ không phải là phân tích bằng mồm, sử dụng bằng mõm để nhận định trên thị trường. Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Giao dịch được hoàn toàn khác xa so cả những gì mà nhà đầu tư tưởng tượng và nghe bọn chúng nói như đúng rồi trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh được, đó là điều hiển nhiên. Giao dịch được thì phải có giá trị kết quả trên thị trường. Và tài khoản này tối qua thì tôi đã rút về khoảng tầm 3.400. Tôi rút hết 3 lăng về nha. Và từ đêm qua tôi bão tài khoản cho đến nay. Ngày mai thì các bạn sẽ coi dàn tôi đánh, tôi quay trực tiếp mà tôi đánh bão tài khoản này nha. Và bây giờ nó lại là rút hết ra, nó chỉ còn khoảng tầm gần 4.000 thôi. Và từ đêm qua giờ tôi thức trắng thì tôi đánh cho đến nay, bây giờ nó lại lên tiếp là 6.000 mấy. Và bản thân các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế của những dẫn chứng và minh chứng đó trên thị trường. Bởi vì người giao dịch, người vận dụng, người áp dụng vào trong thực tế nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so cả những gì mà nhà đầu tư mường tượng. Và thì nhà kiến thức giao dịch trực tiếp ở trên thị trường nó sẽ khác xa so cả những nhận định, những phân tích và những giá trị bằng mồm, bằng mõm trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khi tham gia trải nghiệm trên thị trường về đầu tư Forex. Về bất kỳ một ai đang chia sẻ cho chúng ta thì chúng ta đều phải cần yêu cầu giao dịch live. Mà không có chuyện giao dịch live và giao dịch 0.01 hay 0.02 rồi 0.1 trên thị trường. Đấy là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận cho thật kỹ. Không có chuyện là ăn bao nhiêu VIP tổng kết bằng Excel đâu nha. Và cũng không có chuyện gì nhỉ, nói rằng ở chỗ này hay chỗ kia nhận định như đúng rồi trên thị trường. Chúng ta cần phải có giá trị để chúng ta đánh giá, cần phải có giá trị để chúng ta kiểm chứng thực tế nha. Đó thì đấy, tôi chia sẻ cho anh em. Rồi, thì thôi tôi đi nằm cái nha. Chào anh em.